Thưa quý vị, mùa xuân trăm hoa đua nở, muôn loài khoe sắc. Và nếu như chúng ta lại trồng được một cây mai ra hoa nở đúng vào dịp Tết thì quả thật không còn gì tuyệt vời bằng. Bởi vì mọi người thường hay cho rằng đây là điềm báo hiệu một năm mới an vui và tài lộc. Vậy quý vị đã biết cách để trồng một cây mai ra hoa vào đúng dịp Tết hay chưa? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay nhé. Dạ em chào anh Quân. Anh đang làm gì đó? Anh đang đặt bớt một cái số lá, nó lá sâu lắm nữa nè, để cho nó nuôi cái nụ mai Tết nó ra hoa đẹp hơn. Dạ, hồi nhìn thấy anh Quân chăm sóc mấy cây mai này á, làm em cũng nôn nóng ghê vậy đó. Muốn cho cây mai ở nhà của mình và cây mai của quý vị khán giả nữa cũng có thể là ra hoa vào đúng cái dịp Tết năm nay, mình làm sao á anh? Đặc thù cây mai này nó khác với cây khác, tức là cái mầm hoa nó tạo từ rất lâu, nó tạo từ trước khi Tết khoảng 4-5 tháng đó, nó đã tạo mầm hoa rồi, cho nên là em phải tạo cái tán cây, tạo cái sức khỏe cho cây suốt cả năm thì cây nó mới ra hoa đẹp được. Trong quá trình chăm sóc nó thì nó có nhiều thứ, kể cả tưới cũng là một kỹ thuật. Anh Quân ơi, vậy mình tưới nước cho cây mai như thế nào là đúng ạ? Cây mai thì thông thường mình tưới theo nhu cầu. Cây tán lớn thì mình tưới nhiều nước, cây tán nhỏ lá ít thì mình tưới ít nước. Chủ yếu là mình giữ được độ ẩm cho cây thôi, nhưng đừng để đọng nước. Cây mai nó không có chịu ngập úng. Đừng để đọng nước là được. Với lại thời gian tưới, thông thường mình tưới là tưới vào buổi sáng là hợp lý nhất. Cái thời điểm buổi sáng là cây tăng trưởng mạnh, cây quang hợp rất là mạnh, trao đổi chất mạnh thì nó cần dinh dưỡng. Còn việc bón phân cho cây mai thì mình thực hiện như thế nào ạ? Bón phân cho cây mai thì nó có hai cách bón. Một là bón dưới gốc, hai là bón trên lá. Bây giờ thì phân ở thị trường bán cũng có những loại phân phun xịt trên lá cũng rất là nhiều. Cây mai mình sử dụng cả hai loại luôn. Thời điểm tăng trưởng thì mình sử dụng đạm nhiều chút. Còn những thời điểm gần cuối năm thì mình sử dụng kali nhiều chút xíu để cho nó tạo cái mầm hoa. Bây giờ mình làm sao để cho cái cây này nó ra hoa dịp này anh? Thông thường ở chỗ anh xử lý trước khoảng 4 tháng, mình đổi cái phân bón mà nó ít đạm lại, tăng kali lên. Để cho cái bộ lá nó già đi, rồi nó tạo cái mầm hoa tốt hơn, giảm lượng nước tưới. Nhưng nó giảm vẫn phải bảo đảm độ ẩm cho cây sống. Và vào thời điểm nào thì mình bắt đầu thực hiện những cái việc mà em vẫn nghe mọi người nói là mình tuốt lá? Trước Tết khoảng 1 tháng. Trước Tết khoảng 1 tháng thì mình bón phân lần cuối cùng. Thì thông thường nếu cái khí hậu bình thường ở miền Nam thì lãi lá trước Tết 15 ngày. Trước khi lãi lá khoảng 2-3 ngày mình giảm lượng nước tưới xuống mức gần như tối thiểu. Cây gần héo chứ chưa héo. Tới mức độ đó thì mình tưới nước lại, tưới đầy đủ, tưới bình thường thì cái lá này nó rất là giòn. Cho nên là khi mà tới ngày lãi lá thật sự đó, em lãi rất là nhẹ nhàng. Anh lãi cho em coi thử. Ví dụ mình lãi phải lãi như vậy, chừa cái mầm hoa lại. Cẩn thận chừa mầm hoa lại. Do cái cây mai này á, cây mai này nó không phải như cây khác mà nó rửa ra lá non lại ra hoa. Còn cái mầm hoa này gãy rồi thì coi như là không có ra hoa nữa. Phải sang năm mới ra hoa nữa. Thuốc sau khi thuốc lá cũng rất là quan trọng. Quan trọng nhất là tưới nước, có thể là 3 ngày tưới một lần. Khi mình mang mai vào trong nhà chân những ngày Tết thì cái môi trường, độ ẩm rồi ánh nắng cũng thay đổi. Vậy cái việc chăm sóc thì có khác gì so với lúc ở ngoài vườn không anh? Những động tác chăm sóc còn đơn giản thôi, không còn gì nhiều hết. Khoảng 3 ngày hãy tưới nước một lần. Còn vấn đề mà thiếu ánh sáng là chắc chắn rồi. Cái hoa chỉ nở đẹp được nếu mà để trong nhà với điều kiện không có nắng. Để trong phòng khách luôn mà không có nắng nào hết thì chỉ đẹp được khoảng 5 ngày. Xin được cảm ơn anh Quân rất là nhiều. Ngày hôm nay anh đã chia sẻ với khán giả của chương trình những cách thức rất là chi tiết để chăm sóc cho cây mai trong mùa Tết năm nay. Xin cảm ơn Diễn Loan. Xin chào khán giả của Vui Sống Mỗi Ngày. Hy vọng là những cái chia sẻ của chúng tôi sẽ giúp cho quý vị có được một cây mai đẹp trong ngày Tết. Và xin chúc cho quý vị có một mùa xuân thật sự hạnh phúc, mà an khang và thành đạt. Thưa quý vị, thú chơi nào thì cũng có lắm công phu. Chính vì vậy, nếu như chúng ta muốn có một cây mai rực rỡ sắc hoa vàng trong dịp xuân sang này thì đừng quên là hãy cùng áp dụng những chia sẻ của chương trình ngày hôm nay, chăm sóc cho cây mai thật là kỹ lưỡng và cùng chào đón một mùa xuân thật may mắn quý vị nhé. Sau đây là những lưu ý về cách chăm mai ra hoa đúng dịp Tết.
cần chăm mai cẩn thận trong cả năm để cây đủ khỏe ra hoa vào dịp Tết. 4 tháng trước Tết, giảm phân đạm, tăng nhiều phân kali hơn để bón cho cây, chuẩn bị để lặt lá và cho mầm hoa tốt. 1 tháng trước Tết, bón phân cho cây lần cuối trước khi tuốt lá. Trước khi tuốt lá 2-3 ngày, giảm nước tưới tối thiểu đến khi cây gần héo, tưới nước lại đầy đủ. Cách mùng 1-15 ngày, tuốt hết lá, sau đó 3 ngày tưới nước một lần. Để hoa chưng trong phòng được đẹp, không nên để hoa cạnh những nơi có nhiệt độ cao hoặc là có gió mạnh như gần quạt máy.